ngầu quá. Ngầu gì mà ngầu, có người cướp pháp trường kìa, qua giúp đi sư phụ. Sư phụ, sư phụ, giữ chặt dây xích quả. Sư phụ, rốt cuộc người làm được không? Giờ ngọ ba khắc sắp ra rồi. Thôi xong, giờ ngọ ba khắc qua được. Sư phụ phạm giới được. Sư phụ, phạm giới sẽ chiêu quan hồn đến đòi mạng đó. Quỷ thành, quỷ thành. Có quỷ. Giả thần giả quỷ, ngươi là kẻ nào? Trả lại cơ thể, trả lại đầu cho ta. Xuống địa phủ. Không trả thì để quỷ vương nhìn xem cái đầu nào tốt. Xem cái đầu nào tốt. Tạ thức, ngươi biết tội chưa? Ngươi phạm vào cấm kỵ, hiện giờ âm hồn khó siêu thoát, còn không bao chống trả đầu lại. Nữ tù này phạm trọng tội, thiên lý còn rành rành ra đó. Nếu là âm sai thật thì sao phải giúp kẻ đại tội? Ta lại muốn xem các ngươi
có quan hệ gì với ả nữ tu này? Mê muội không tỉnh ngộ. Vậy thì tiễn ngươi lên đường. Đúng vậy, tiễn ngươi lên đường. Kẻ ta giết đều là thứ tội ác cùng cực. Ta có tội gì? Họ bàn đến chuyện không hề có địa phủ. Nếu có đi nữa thì ta cũng không sợ. Ta không tiện ra tay. Hai ngươi tự làm đi. Quỷ lão, quỷ lão, quỷ lão. Hai quan tài này, người trong quan tài bên cạnh vừa đưa đến, ta vẫn chưa kịp dọn dẹp. Đây là thứ ta thích nhất. Sau bao nhiêu năm may sát, ông có từng muốn đổi nghề không? Sát ta mày toàn vô chủ. Nếu ta không làm nữa thì ai tiễn họ đi an nghỉ đây? Họ đến toàn thân thì cũng nên ra đi toàn thân. Khi sống đã không có thể diện thì sau khi chết, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của họ thì cũng xem như là một chuyện tốt. Nhưng đa số mọi người là không hiểu về nghề nghiệp này của ông. Không mong người đời hiểu, nhưng mong không thẹn với lòng. Chẳng phải người cũng vậy sao? Đó cũng phải. Ai lại không vì vậy để kiên trì cho đến hôm nay? Quỷ lão, quỷ lão, Tạ đại ca, trễ thế rồi mà vẫn đến huyện nhà. Thất âm giáo, mắt có hai con người, gây ra ảo giác. Kỳ Liên Sơn vô địch. Tương truyền, những ai có hai con người có thể thấy thứ người thường không thấy, liên kết âm dương, phi thăng thành tiên, sánh ngang với hoàng đế và phiên đế, có số đế vương. Vậy sư phụ giết người có hai con người phạm vào cấm kỵ, người sao không có chuyện gì chứ? Ý của sư phụ là những chuyện kỳ lạ này xuất hiện có thể liên quan đến mục đích của toán cướp kia. Nhưng chẳng phải người đã thấy nữ quỷ đó rồi sao? Không cần biết là người hay quỷ, sau này sẽ biết thôi. Chuyện ta lo lắng hiện tại là toán cướp đó vẫn chưa bị tiêu diệt.
Ta sợ rằng sẽ có thêm nhiều người nữa sẽ bị chúng giết hại bởi mục đích của chúng. Bên kia. Đi thôi. Ở đây. Đây là chỗ mà mùi tỏa tà ma à? Toàn người chết không mà còn không tà ma sao? Thế nữa ở đây ôn hòa, được núi trồng nước hộ bọc lấy, không nghiêng lệch, không hẳn thấp, phong thủy khá tốt. Đây là một đời phú quý. Nhưng sao xà trùng lại cắn xé hung hăng như vậy? Chẳng lẽ là cổ trùng? Xem ra có kẻ đã bày trận ở đây. Phải cẩn thận. Khả năng cao có cơ quan. Tuyệt đối đừng manh động. Muội nào dám manh động? Hôm đó muội chưa đụng gì đã xảy ra chuyện rồi, sao mà dám đụng nữa? Đây là gì? Giống cổ trùng của miêu cương. Sao cổ trùng này lại ở đây? Sau khi nữ tù kỳ lạ đó chết thì thứ này thường xuất hiện lắm. Ý quên là cổ trùng này có liên quan đến nữ tù đó, khả năng cao là vậy. Quên làm gì vậy? Thứ quỷ gì đây? Đây là dược nhân, tự nguyện uống thuốc để luyện thành cơ thể rắn chắc không bị tổn hại. Một khi chúng mất đi lý trí thì chỉ nghe lời của người ban thuốc. Dáng vẻ của nữ tù hôm đó giống với bọn chúng, hẳn là chúng cùng một bọn. Phải cẩn thận. Sư huynh, cẩn thận. Giáo phá trận. Sư muội, không sao chứ? Sư muội, cố gắng lên, đi thôi. Kẻ nào? Ta biết ngay người có vấn đề. Người đâu? Dẫn đi cho ta. Ta phải dẫn hắn đến nhà môn. Quỷ đầu đao này có thể trấn hết tà ma trên thế gian à? Tạ huynh đệ, nếu người có thể dơ mộ giúp ta thì ta sẽ trọng thưởng cho. Chuyện này ta thật sự không có cách nào. Phượng Hoàng lĩnh là nơi có phong thủy rất tốt, tuy nhiên đã bị kẻ khác bố trí pháp trận tà ma từ lâu. Nếu ông vẫn cố ý dời mộ thì ta sợ gia trạch sẽ không yên. Ngươi nói bậy rồi. Không phải ngươi về tiên cô bày nên trò che mắt người khác thôi sao? Ngươi thích tiền không? Được, ta sẽ đưa ngươi hết tiền của ta. Viên ngoại, mộ này thật sự không thể dời được. Rượu mời ngươi không uống mà muốn uống rượu phạt à?
ngoại. Phía ngoại. Phía ngoại. Phía ngoại. Là hắn, là hắn giết lão gia. Không phải ta. Hung thủ giết người. Không phải ta. Thật sự không phải ta. Bọn họ sắp chém đầu sư phụ rồi. Sao mọi người lại đến đây? Quên đi nhanh đi, không kịp nói rõ đâu. Có người mất tích nữa rồi. Thất âm dẫn đường, giúp ta phi tiên. 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 Ngậm định hồn thảo vào miệng, đừng để bị ảnh hưởng. Chuyện ra sao? Hy sinh cho ta là phước phần của kẻ thấp kém. Phi thăng thành vua, bước vào cõi tiền. Phi thăng thành vua, bước vào cõi tiền. Phi thăng thành vua, bước vào cõi tiên. Không ổn được. Đập nát lò hương, phá tan ảo cảnh của chúng.
ngươi đúng là kẻ mất trí. Vì tu tiên mà làm hại bao nhiêu thiếu nữ vô tội, bọn chúng chết vì đại nghiệp của ta. Chúng nên thấy tự hào. Hần Linh sẽ ghi nhớ cống hiến của chúng. Lừa mình dối người, ngươi dùng huyễn dược và cổ trùng để khống chế bọn họ, thế nhưng cũng chỉ là thứ giả thần giả quỷ mà thôi. Ngươi giết mượn mùi của ta, phá hoại phong thủy của ta. Giờ ngươi lại còn đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Hóa ra các ngươi là tiểu mùi sinh đôi. Chẳng trách ngươi muốn chết mà. Người biết tội chưa? Đây là địa ngục A Tỳ. Phàm là kẻ đã sát sinh sẽ bị đày xuống nơi này. Người có tội, đền giết người thì phải đền mạng. Xuống địa ngục với ta đi. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, huynh tỉnh lại đi. Sư huynh, ngươi biết tội của ngươi chưa? Không, không, ta không có tội. Bọn chúng mới là kẻ có tội. Năm Đinh Sửu, Lục Nghi Phong vì tham lam nên nhận hối lộ mà bị phán tội chết. Năm Mộ Dần, Vương Phú Quý vì mưu sát cả nhà Diệp thị mà bị phán chém đầu. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, rõ ràng các ngươi đã phạm trọng tội mới bị chém đầu. Kẻ mà Tạ Thất ta giết từ ngày đầu tiên làm đao phủ đến nay đều là những kẻ phạm tội tay trời. Ta lòng dạ ngay thẳng, dù có vào địa ngục thì cũng không có tội. Ta cũng không sợ, các ngươi mới là kẻ sai chứ không phải ta. Nếu cho ta lại một cơ hội thì ta cũng sẽ vì bách tính mà giết bọn người các người. Sư huynh, sư huynh, có tội thì phải giết, tuân thủ quốc pháp, hành thiện vì thiên hạ. Ta không sợ các ngươi. Sư huynh, sư huynh, huynh tỉnh lại đi. Sư muội, sư muội, chăm sóc tốt cho sư phụ con. Đám đạo phụ các người thật thích là chuyện bao đồng, phá hỏng chuyện tốt của ta bao nhiêu lần. Chuyện tốt của ngươi đi kèm với bất hạnh của ba gia đình. Hai con ngươi mà ngươi nghĩ chỉ là một loại bệnh ngay mắt mà thôi, ngươi lại có suy nghĩ viển vông, làm hại biết bao thiếu nữ vô tội, đúng là tội ác tay trời. Nói bậy, rõ ràng ta là dấu tích của thần linh. Giết ả ta, đồ sáo chổi, khắc chết trượng phu của ngươi,
đồ sao chuỗi nhà ngươi. Lại còn sinh ra hai thứ yêu quái. Trượng phu của ta chưa chết, chàng chưa chết. Thứ sao chuỗi, hối thay, khắc chết trượng phu ngươi, lại còn khắc chết cả thôn. Giết ả đi đồ sao chuỗi. Đều tại các ngươi. Nếu không phải do các ngươi thì bọn ta cũng không ra nông nỗi này. Trả muội muội lại cho ta. Thất âm phi tiên trận của ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Cha mẹ ngươi cũng mong các ngươi có thể sống một cuộc đời bình thường, nên mới lừa người khác chuyện thân tích này. Ngươi nói dối. Đây là ghi chép lịch sử 100 năm trước của Trấn Phần Nguyên. Trong đó viết rằng những ai khác biệt của hai con ngươi tế bái cho Điện Quốc khi xưa và thất âm phi tiên đều là những thứ bị đặt. Hàng trăm giáo chúng đã bị bắt về quy án, chém đầu thị chúng, cảnh cáo người đời. Ta không tin. Sư phụ cẩn thận. Nhìn đi, đây là bột xả cát mà cũ muội đưa ta. Không, muội muội